Chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang tác tại Mitsubishi Trần Chinh Sài Gòn. Đây là Mitsubishi X-Sport phiên bản premium màu xám. Và khách hàng này đã cá nhân hóa bằng cách là thay đổi và nâng cấp một số những cái trang bị cho con xe này để nhìn cái xe nó khác biệt hơn khi nó lăn bánh trên đường. Em sẽ giới thiệu cho anh chị. Đầu tiên anh chị nhìn bên hông, người ta sẽ thấy cái sự khác biệt, đó là bộ mâm đã được thay thế bằng một cái bộ mâm khác với cái kiểu khác, đó là đa chấu ha. Và cái kiểu này nó giống Maybach các anh chị, khi chạy thì nó sẽ tạo ra những cái vân xoáy trên đường khá là đặc biệt, nó là một cái điểm lạ và nhìn cũng khá là hợp anh chị ha. Tuy nhiên cái phần này thì nó thuộc về thẩm mỹ của từng người, có người thích người không ha. Riêng chủ xe này thì đã thích cái bộ mâm này nên bên em đã nâng cấp cho khách. Ngoài ra thì khách hàng cũng đã phủ gâm luôn cho con xe này. Thì nhiều khách hàng cũng đã hỏi em phủ gầm nó có tác dụng gì. Thì phủ gầm nó sẽ tạo một cái lớp bảo vệ bên dưới gầm anh chị. Thì nó sẽ bảo vệ cái gầm ta tốt hơn, đặc biệt vào những thời điểm như mùa mưa hoặc là những khu vực nước, đặc biệt là nước biển rồi các thứ đó. Thì nó sẽ chống được cái tình trạng ăn mòn của cái gầm của mình. Và khi mà cái gầm chúng ta để lâu ngày mà không phủ gầm thì nó có thể sinh ra những hiện tượng là rỉ sét, và gió nó luồn từ dưới gầm thì nó sẽ sinh ra tiếng ồn nhiều hơn. Cho nên là một trong những tác dụng của cái phủ gầm đó là cũng một phần cách âm tốt hơn. Và khi nó là một cái lớp cao su non nó dính dưới gầm thì khi anh chị đá chạy qua những cái đá dăm thì nó nghe cái tiếng nó không có chói như khi là nó văng thẳng vào cái gầm xe của mình. Đó là những cái tác dụng của cái phủ gầm thì anh chị có thể trang bị trên con xe của mình và trị giá có 4 triệu đồng thôi anh chị. Tiếp theo là khách hàng này cũng đã nâng cấp một bộ phim rất là chất lượng, là phim 3M của Mỹ anh chị, bảo hành 10 năm đó, để cho cái việc mà chúng ta lưu thông ngoài đường trời nắng nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra là sẽ có những cái trang bị như là cơ bản thôi, cái này là camera hành trình đấy, đó là những món trang bị mà khách hàng đã trang bị cho con xe này. Và cái điểm ấn tượng nữa chính là cái bộ mâm này nè anh chị. Nhìn nó khá là lạ ha, xấu đẹp thì mình chưa nói nhưng nhìn nó lạ, đặc biệt. Ở đây có bề bước khách hàng có nâng cấp thêm nè. Có chữ X-Sport ở đây. Thật ra là cái xe này chúng ta không cần phải nâng cấp bề bước, cũng có thể bước lên bước xuống một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi mà gắn cái bề bước vô á, anh chị nhìn bên hông xe á, nhìn có cái phần ở dưới nữa thì nó tạo hình cho cái xe mình nó cứng cáp hơn, nó bề thế hơn. Đó là cái hay của cái bề bước, chứ không phải là mục đích là để chúng ta bước lên đâu. Nó cũng là một cái tác dụng về mặt thẩm mỹ trang trí nữa đó anh chị. Đấy là cái combo những cái phụ kiện trên con xe này, nó mang tính cá nhân hóa của khách hàng. Thì em giới thiệu cho anh chị tham khảo. Thì nếu như anh chị nào chúng ta muốn nâng cấp những cái này thì cứ alo cho em nhé, bên em sẽ hỗ trợ hết cho anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.